Nha Trang đầy nắng và gió. Hôm nay chúng tôi đón một đoàn người, hai lớn hai nhỏ, tại 02 Nguyễn Thị Minh Khai. Rồi, xin chào gia đình chị Vi nha. Hôm nay mình đi đảo nha. Giờ mời mình lên xe ạ. Rồi, dàn diễn viên luôn. Rồi, chúng tôi đưa khách lên xe và đi ăn sáng. Chưa xuống xe là có fan hâm mộ rồi. Rất may mắn cho chúng tôi hôm nay gặp gia đình ca sĩ Huỳnh Jim. Ở tay anh cái. Vâng. Quay cái mặt cái. Ok, cảm ơn anh. Dạ, mời gì vậy? Chào tạm biệt quán bún cá mịn. Chúng tôi lên xe và chuẩn bị xuống bến tàu du lịch Nha Trang. Chứ không có nói quần tư xong. Hello, chào các bạn nhá. Xin chào. Các bạn ơi. Các bạn ăn ngon không? Không. No chưa? Chưa. Các bạn đã sẵn sàng đi đảo chưa? Sẵn sàng! Đi ngủ! Các bạn sẵn sàng đi ngủ chưa? Nó cười kìa. Quay vô mặt anh Thông cái kìa. Rồi, mắt kính này rồi. Đẹp trai hơn Huỳnh Jim luôn. Sao Huỳnh Jim thua đó? Ôi, anh nghĩ rồi, Huỳnh Jim không ai bằng. Đúng rồi, đây. Anh bỏ quá, lấy gần cái mỏ, Vâng. Rồi, chào đây bạn Vi nhá, đây là bến tàu du lịch Nha Trang mới nhá. Bến này là mới xây nhá. Vâng. Rồi, chào siêu sao 03 nhá. Baby ơi, baby. Chào chú cái này, baby ơi. Hello, các bạn ơi. Chào cái này. Hi. Chào cái này. Em ơi Vi ơi Baby 16 tuổi nha. 16 tuổi nha, baby 16 tuổi. Bây giờ mình không chơi với tay nữa, vẫy mông. Đấy, không chơi với tay, hơi. Vẫy mông. Yeah. Đấy. Phan ơi, phan nào. Mông. Rồi. Các bạn ơi. Về phía này nhá, về phía này có những cái ghế nằm rất chi là thoải mái nhá. Nhanh thì còn chậm chân là hết nhá. Bây giờ họ làm gì đây? Kịch cát này, trời ơi, kịch cát này. Chơi chú này, chào chú cái này. Chào chú hai chào chú cái này, hai chú cái này. Hai chú tí cho đi chơi này. Hai chú thì lát chú cho nó một kiếm. Hai chú. Lát chú mua kem cho.
hai chú đây là gì này, như vậy mấy chú bên này này, bên này này hai chú này. Sóng đánh thích nha. Rồi các bạn có thể tham quan những gói ở dưới này, đó chính là ngồi tàu đáy kính. Tạm biệt vị san hô này. Rồi, 1, 2, 3 mình tạm biệt vị san hô các bạn ơi. 1, 2, 3 tạm biệt vị san hô. Bye bye. Tạm biệt họ trắng non non. Các em già lớp mặt trời. Nhớ lắm, quên sao được. Trường mầm non thân yêu. Chào siêu sao 02. Vâng, cặp tô luôn. Em ơi, mình bỏ hành lý ở đây à? Và mình ra ngoài là mình tham quan tôm cá ở đây ạ. Vâng, ra đây tham quan tôm cá. Tham quan hoàn toàn miễn phí nha, bắt lên chụp hình miễn phí nha. Bắt lên chụp hình. Đây đây bên kia. Ba chàng hoàng tử cầm lên nào, cầm một tôm lên này. Ba chàng cầm ba con lên này. Đấy. Rồi, ba chàng cầm ba con. Đấy, cầm lên rồi sợ gì đâu đấy, cầm cái dâu thôi đấy, cái chưa cầm dâu đây, dâu vào đây cười này rồi, chào mời một người đây. Mình lấy từ kia nữa là ăn chết bỏ đây. Không lấy chưa mực này, mực lá mình đóng. Mực lá rồi, cái này là món hấp hành chấm mắm gừng là số 1. Đấy, rồi đổ vào đi. Đổ vào, nó phun mực, Ở đâu? Bốc ra. Bự, khách yêu cầu con bự, bốc bự nhanh lên. Bốc. Một. Rồi. Bốc tiếp. Kè chưa? Rồi. Ba. Bốn. Một con nữa thôi, nhanh tay lên, một con nữa. Trên cùng á, không, chiếc kia. Bên kia. Này không? Rồi, lên, rồi thôi. Rồi, ok. Rồi, một cái chiếc máy hồi mình nhé các bạn ơi. To ăn nữa lên. Các bạn ơi! Bia đâu? Bia! 1, 2, 3! Rồi, ok! Bạn lên trên máy này, mình tạm biệt làng trài nha! 1, 2, 3! Tạm biệt làng trài! Xin chào cô chú, xin chào các bạn. Rồi, chào mừng các bạn đến với khu thị trấn Hòn Lạc nha. Ôm cua này. 1, 2, 3, à. Rồi, nhà mình ơi, nhà mình vẫy tay chào nhau nào, xe điện lên nha. Rồi, điện được các bạn. Ngồi bên trước nè. Đua đi, nhìn máy này đua đi. Rồi, đua đi. Woo, đua đi. Rồi, nhà mình này các bạn ơi, máy nhà mình đây này. Chào này, vẫy tay nè. Mình là Levi nha, ca sĩ à? Không, mình bán kem trộn. Bán kem trộn là ok, kem trộn Levi nha. Kem trộn Levi nha. Như hơi nặng ba em nha, hoàn tâm đây nha, đây này. Ghế này tao là đủ. Đây, các bạn cứ tự do tìm những cái vị trí đẹp nhất. Đây này, lấp lùm em à. Lấp lùm. Xuống hai bậc thang rồi tới. Hết bậc thang. Lúc này sao mà không ai ngồi. Bây giờ là sớm, các bạn cứ chọn thoải mái, ngồi thoải mái. Không hề sâu đấy, bước qua đi. Qua đây rồi. Qua đây em ơi, bỏ dép vào bên đó được. Ai mà lấy đâu, bỏ dép bên đó cũng được. Cố lên.
trái tim ở trước, trái tim cố lên, trái tim kia trái tim cố lên. Cái tim kia, cố lên, nhanh chân lên. Nhanh chân, sờ trái tim, nhanh chân. Ai sờ trái tim trước là người chiến thắng. Believer. Ok, chiến thắng. Lên đỉnh thác luôn. Kinh luôn. Trên này view mới đẹp lại. Woo! Lên đây vỗ ngực, quay video vỗ ngực kiểu tắc răng. Lên đây. Cái nhà mày đứng đây, đứng cận cái thác kia. Đưa cái thác này vỗ ngực nhá. Lên đây. Hay là màn trình diễn của tí chuột. Trời ơi, sexy girl, wow. Chào Steven, chào. Trời ơi. Xinh. Em ơi, coi đâu. Coi đâu, đây này. Xinh. Bé gì đây? Betty ơi này, Betty con của mẹ Vi này. Trời ơi. Trời ơi, nó cười kìa. Trời ơi, con chú cái. Không, thôi. Người ở Ấn Độ là gì ạ? Rồi, nhà mình đi vào này, chào các bạn này. Chào ghế luôn á. À. Đấy, chào rất là nhiều. Chào rất nhiều. Ôi rú này. Bạn em ơi. Trời ơi. Kiếp đôi bạn này cùng tiến này. À, nựng cái nào. Hai người nựng nhau cái này. Rồi, giờ mình quyết định mấy hồ đây. Đi thẳng luôn. Mấy hồ? Hai hồ lớn gần nhau nhá. Rồi. Nàng ơi, rồi tứ bùn với nhau. Trời ơi, massage nhau nè. Trời ơi, eo ơi, úi giời ơi. Bờ vai, đồ vai này. À, đôi môi này chỉ ăn cơm với cá. Đã bao giờ hôn má ai đâu. Trời, hôn nào cái này. Chắc ăn cua thôi. Trời ơi. Em mình ơi, hai cái nào. Trời ơi. Rồi. Ok, không tí là chụp hình nha. Rồi, còn hai chú cái này rồi. Gái ơi. Ấy, trời ơi, xinh quá. Ôi, bóp vài cái này. Trời ơi, nựng cái này. Hai tay nựng cái này. Trời ơi, trời ơi. Rồi ra đến giữa cầu nó quay nhá, ra đến giữa cầu quay nhá. Ra giữa cầu quay nhá. Quay gì? Quay ba lê đấy, quay trên đỉnh đầu, quay đây này. Quay đi. Đấy, rồi.
Tạm biệt Hòn Tâm này em ơi. Tạm biệt Hòn Tâm này. Tạm biệt này. Tạm biệt. Tạm biệt nha. Tạm biệt Hòn Tâm nha. Tạm biệt. Tạm biệt. Em ơi, tạm biệt Hòn Tâm này. Ê, quay. 1, 2, 3, mình tạm biệt Hòn Tâm nhá. 1, 2, 3, tạm biệt Hòn Tâm.